Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì các bạn đều biết là trong khoảng thời gian gần đây chúng ta đang có rất là nhiều những cái trend, những cái xu hướng để mà các bạn có thể đầu tư, đúng không ạ? Nào là trend NFT, trend NFT game hay là những cái game gọi là play to earn hiện tại đang được cộng đồng rất là quan tâm, và mình thấy là cũng rất là nhiều bạn đầu tư cũng đã có sự thành công nhất định ở trong cái trend này. Và cái thời gian gần đây thì lại một cái trend nữa đang được gọi là nhắc tên, đó là cái trend có tên là Metaverse. Và mình nghĩ rằng là cũng rất là nhiều bạn đang quan tâm tới cái việc là chúng ta có nên đầu tư vào những cái dự án Metaverse hay không. Đây sẽ là một cái trend ngắn hạn hay là một cái trend đầu tư lâu dài, và những cái dự án Metaverse nào là những cái dự án tiềm năng, thì mình nghĩ rằng là chắc hẳn là có rất là nhiều bạn đang thắc mắc về cái chủ đề này. Thế nên là mình đã nghiên cứu và mình tổng hợp lại thành một cái video để mình sẽ chia sẻ cho mọi người những thứ, những cái kiến thức cần thiết để các bạn biết về cái trend Metaverse cũng như là những cái dự án Metaverse mà mình thấy rằng là khá là tiềm năng và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo, đúng không ạ? Ok, thì trước khi đi vào nội dung chính của video, thì với các bạn nào mà các bạn đang giao dịch margin hoặc các bạn đang giao dịch future, thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram của kênh của chúng ta. Thì mình có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như là về phân tích kỹ thuật, thì ở trên này mình cùng admin sẽ hỗ trợ mọi người trong cái vấn đề trading. Mọi người có vấn đề gì cần hỏi, cần hỗ trợ thì mọi người có thể nhắn tin hỏi mình. Thì nếu như các bạn cảm thấy phù hợp, các bạn có thể để lại thông tin của bạn ở cái phần form đăng ký bên dưới, và sau đó sẽ có admin add các bạn vào trong cái nhóm này. Mình dự đoán rằng tháng 9 sắp tới sẽ là một cái tháng mà sẽ có rất là nhiều những con sóng lớn đến từ cả Bitcoin và cả cái altcoin. Thế nên là nếu như các bạn nào quan tâm tới cái việc nên đánh coin nào, nên đầu tư như thế nào, các bạn có thể tham khảo cái nhóm đó. Ok, quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Thì trước khi mà đi đến chia sẻ một số những cái dự án Metaverse mà mình tìm hiểu mình thấy khá là tiềm năng, thì chúng ta sẽ cần phải biết cái khái niệm Metaverse nó là gì đã, đúng không ạ? Chúng ta phải đi từ những cái cơ bản, sau đó chúng ta mới đi đến những cái gọi là nâng cao hơn. Chúng ta khi mà chúng ta đầu tư vào một cái gì thì chúng ta cần phải hiểu nó là cái gì đã. Chúng ta đầu tư vào NFT, chúng ta phải biết NFT là gì, đúng không ạ? NFT game, mà chúng ta đầu tư vào game play to earn, chúng ta phải biết cái game đó là game gì, được công ty nào sản xuất. Đó, thì những cái trend như thế này các bạn sẽ cần phải đầu tiên là hiểu rõ về cái nguồn gốc của nó cũng như là cái khái niệm của nó là như thế nào đã. Thì cái cụm từ Metaverse ở phần đông mọi người mình nghĩ rằng là nghe khá là lạ lẫm, mà mọi người cũng có thể là phần lớn là chưa nghe về cái cụm từ này. Nhưng mà cái cụm từ Metaverse thực sự nó cũng là một cái khái niệm mà đã xuất hiện từ khá là lâu rồi. Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản ấy, thì đây nó là một cái không gian ảo được tạo nên từ mạng lưới Internet và những cái công cụ hỗ trợ thực tế tăng cường khác. Và cái điều này thì nó giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm hết sức là chân thật. Lấy một cái ví dụ đơn giản là mình nghĩ rằng chắc chắn là các bạn sẽ biết về Metaverse, đó là những cái kính thực tế ảo VR, đúng không ạ? Và những cái kính này thì bản thân mình cũng đã sở hữu một chiếc, và trong cái khoảng thời gian giãn cách vừa rồi mình cũng đã có trải nghiệm nó rất là nhiều, và mình thấy rằng đây là một trong những cái phụ kiện phải nói là vô cùng hữu ích, và nó mang cho chúng ta một cái nhìn rất là mới về công nghệ. Và hiện tại cũng có khá là nhiều những cái công ty lớn đã đi vào sản xuất cái kính thực tế ảo VR, và cái phiên bản mà mình mua là của Facebook sản xuất. Và ngoài ra thì Samsung họ cũng cho ra đời những cái dòng sản phẩm tương tự như vậy để mà mọi người có thể trải nghiệm được cái gọi là cái thực tế ảo nó như thế nào. Thực ra nó rất là khó để mà mình có thể diễn tả bằng lời. Nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn có thể mua một chiếc kính VR về để mà trải nghiệm. Mình nghĩ rằng đấy là một cái trải nghiệm thực sự nó là rất là đáng giá. Đó, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch Covid-19 như thế này thì Metaverse nó sẽ là một cái nơi rất là lý tưởng để mọi người có thể tương tác, qua lại với nhau một cách chân thực nhất. Nó có rất là nhiều game, có rất là nhiều những cái cộng đồng ở trên cái nền tảng VR đó, thì mọi người có thể tìm hiểu sau. Và nếu như các bạn chú ý thì hiện tại cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm nó đã được xây dựng ở trên cái concept của Metaverse rồi, chứ không phải là không. Ví dụ như là một số những cái game khá là nổi tiếng như là Minecraft, như là Roblox chẳng hạn, hay là ở trong thị trường crypto thì nó cũng đang tồn tại rất là nhiều những cái ví dụ về Metaverse, ví dụ như là game Decentraland hay là The Sandbox chẳng hạn. Đó, thì đây là những cái tựa game mà mọi người có thể tạo ra được một cái thế giới của riêng mình, hoặc là và sở hữu những cái tài sản thông qua NFT cũng như là trao đổi buôn bán chúng ở trên cái marketplace. Thì như mọi người có thể thấy là cái ngành công nghiệp Metaverse thì nó đang có cái sự tham gia của rất là nhiều những cái công ty công nghệ lớn, bao gồm cả phần cứng này, bao gồm cả phần mềm này, bao gồm cả blockchain, bao gồm cả gaming nữa. Và theo rất là nhiều chuyên gia thì cái nền tảng blockchain nó sẽ là một cái môi trường rất là tốt để mà chúng ta ứng dụng được cái ứng dụng của Metaverse.
bởi vì cái tính phi tập trung cũng như là cái khả năng mở rộng của nó trong tương lai. Đó, thì đó là những cái khái niệm cơ bản nhất về Metaverse mà các bạn sẽ cần phải hiểu được. Vậy thì có cái cơ hội nào để mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đầu tư vào những cái dự án Metaverse nó như thế nào, đúng không ạ? Thì thứ nhất ấy, là các bạn có thể đầu tư vào những cái dự án blockchain nền tảng. Thì đây có thể là những cái blockchain được thiết kế riêng dành cho cái việc phát triển NFT và gaming. Và trong cái mảng này thì mình thấy là một số những cái tên rất là quen thuộc mà mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở trong cái video trước ấy, những cái video gọi là những cái altcoin nền tảng mà các bạn nên sở hữu, đúng không ạ? Ví dụ như là Solana chẳng hạn, trong thời gian gần đây đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Ngoài Solana ra thì chúng ta có thể kể đến ví dụ như là Mina, ví dụ như là Polygon hay là Theta đó. Tuy nhiên thì mọi người cũng cần phải chú ý xem là cái roadmap của đội ngũ phát triển họ có xây dựng theo cái concept Metaverse hay không. Thứ hai là các bạn có thể đầu tư vào những cái DApp mà phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của Metaverse. Ví dụ như là những cái DApp gaming thuần Metaverse như là Decentraland hoặc là The Sandbox chẳng hạn. Các cái nền tảng gaming, các cái NFT market hay là những cái nền tảng DeFi, đúng không ạ? Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người 5 cái dự án Metaverse blockchain hiện tại có cái market cap tương đối lớn và mình cảm thấy khá là tiềm năng. Có thể là 5 cái dự án này là các bạn cũng đã từng nghe qua, các bạn cũng đang đầu tư vào trong 5 cái dự án này rồi. Tuy nhiên là mình rất là muốn các bạn là khi mà các bạn đầu tư vào một cái dự án nào, các bạn phải hiểu rõ về cái dự án đó, nó là cái gì đã, đúng không ạ? Và cái chart đồ thị ở trên cái dự án đó, cái chart đồ thị của cái đồng coin đó nó đang thể hiện cái điều gì. Ngoài cái việc mà chúng ta chọn lọc ra những cái dự án tiềm năng thì cái điểm vào, cái điểm entry, cái vị thế mua của chúng ta nó thực sự nó là rất là quan trọng. Thế nên là khi mà các bạn xem xong cái video này, các bạn biết được 5 cái dự án này rồi thì các bạn có thể là bằng cái sự phân tích của mình, các bạn sẽ chọn ra được những cái điểm mua hợp lý, chứ không phải là mình làm xong cái video này là các bạn có thể là xem xong và mua ngay, đúng không ạ? Các bạn nên cân nhắc thật kỹ cũng như là nên có những cái phân tích của riêng mình để mà có thể chọn ra được một cái vùng mua tốt. Tuy nhiên 5 cái dự án này là 5 cái dự án mình thấy rằng là khá là tiềm năng trong cái mạng Metaverse. Ok, cái dự án đầu tiên đó là một cái game crypto nó cũng đã ra đời từ tương đối là lâu, có tên là Decentraland. Thì đây là một cái game được xây dựng dựa trên cái công nghệ thực tế ảo phi tập trung, và nó cũng tương tự như những cái game NFT khác. Thì Decentraland sẽ mang lại cho người chơi một cái trải nghiệm và cái cơ hội kiếm tiền ngay từ dự án. Metaverse trong Decentraland là một cái thế giới ảo về Decentralized Ledger, có nghĩa là quyền sở hữu đất. Một cái mảnh đất ở trong game được gọi là land. Và tương tự ở trong thế giới thực thì ở Decentraland thì khi mà các bạn mua các lô đất liền kề tạo nên những cái bất động sản thì có thể xây dựng và phát triển chúng. Các bạn có thể có cái quyền sở hữu mãi mãi trừ khi là các bạn bán chúng đi, đúng không ạ? Cái điều quan trọng đó là các bạn sở hữu càng nhiều land thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ thu lại một khoản tiền rất là lớn. Nó cũng không khác gì trong cái thế giới thực, và thậm chí cái việc mua đất nó còn đơn giản hơn rất là nhiều. Và để mà có thể mua bán được thì các bạn sẽ sử dụng cái đồng token gọi là Mana. Đây là một cái đồng token nội bộ của Decentraland. Và ngoài cái việc đóng vai trò là cái phương tiện trao đổi những cái vật phẩm trong game thì Mana nó sẽ còn giúp cho các bạn có thể tạo được lợi nhuận bằng cách là giao dịch trên Binance, trên Coinbase hoặc là trên những cái sàn khác. Và đây là một cái cách các bạn hoàn toàn có thể kiếm lợi được từ cái hình thức đầu tư này bên cạnh cái việc mà các bạn chơi game, đúng không ạ? Thì hiện tại nếu mà chúng ta mở cái chart đồ thị của Mana lên ấy, thì hiện tại Mana đang được giao dịch với giá là khoảng 0.9 đô la với cái mức vốn hóa là khoảng 1,74 tỷ đô, đúng không ạ? Mana thì có tổng cộng là 2,2 tỷ token và hiện tại thì cái số lượng lưu hành nó đã khoảng là 1,8 tỷ token rồi. Cái đồng coin Mana này nó thực sự nó cũng không phải là một cái đồng coin nó quá mới và nó cũng đã xuất hiện từ khá là lâu rồi. Và như mọi người có thể thấy ở trên chart đồ thị thì từ năm 2018 thì nó cũng là cái thời điểm mà đạt đỉnh của cái Decentraland. Nhưng mà ấn tượng hơn thì phải nhắc đến là năm 2021, đúng không ạ? Đây gọi là cái thời hoàng kim của những cái dự án NFT gaming. Thì Decentraland vì thế mà cũng đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Và tháng 5 năm nay thì giá của Mana đã đạt all time high ở mức là 1,6 đô la. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là hiện tại giá nó đang có cái sự điều chỉnh giảm về quanh cái vùng Fibo 0.5, đúng không ạ? Thì nếu như các bạn là những nhà đầu tư gọi là trung hạn thì các bạn có thể cân nhắc DCA dần từ cái vùng giá này rồi. Vì mình nghĩ rằng là trong thời gian tới nếu như mà thị trường gọi là Bitcoin mà sideways hoặc là Bitcoin sẽ có một cái sự gọi là pump lên nữa thì những cái đồng altcoin như thế này nó cũng sẽ có cái sự tăng trưởng, đúng không ạ? Hoặc là nếu như các bạn muốn gọi là an toàn hơn, một cái điểm mua an toàn hơn thì các bạn có thể chờ đợi khi mà giá về vùng Fibo 0.382 hoặc là Fibo 0.236, tức là quanh cái mức giá tầm từ 0.67 đô la cho đến 0.3
86 đô la các bạn có thể canh để mà bắt, cũng là cái mức giá mình nghĩ rằng sẽ là hợp lý. Thời điểm hiện tại thì NFT cũng như là Metaverse đang là một cái trend, và mình nghĩ rằng là cái dự án này cũng là một cái dự án khá là ok để mọi người có thể cân nhắc, để mọi người có thể đầu tư. Tuy nhiên nếu mà các bạn gọi là đầu tư trong ngắn hạn ấy, thì các bạn sẽ cần có cái stop loss các bạn nhé. Bởi vì giá các bạn thấy là nó cũng đang giá ở trên meta, giá của cái đồng mana này trên chart nó đang rất là đẹp. Nhưng mà phải trong cái điều kiện là thị trường và Bitcoin nó sideways cơ. Bởi vì sao? Bởi vì Bitcoin đang sideways thì nên là giá nó có những cái sự tăng trưởng khá là ổn định. Nhưng mà trong tháng 9 sắp tới chúng ta đều biết là Bitcoin nó đang có những cái ngưỡng cản rất là lớn, và rất có thể chúng ta sẽ có một cái pha điều chỉnh. Thì những cái pha điều chỉnh như thế này nó cũng sẽ tác động trực tiếp đến những cái giá trị của những cái đồng coin như là mana. Và vì thế thì khi mà các bạn đánh ngắn hạn, các bạn sẽ cần phải có cái stop loss cho những cái lệnh như thế này. Và nếu như các bạn đầu tư dài hạn và các bạn tin tưởng dự án, các bạn có thể DCA dần khi mà giá giảm. Đó là tùy vào cái chiến lược đầu tư cũng như là cái cách thức đầu tư của từng người thôi, đúng không ạ? Ok, cái dự án thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là dự án Sandbox. Thì Sandbox nó là một cái nền tảng thực tế ảo phi tập trung và được thiết kế trên cái blockchain của Ethereum. Hiện tại thì đây là một trong những cái dự án rất là hiếm hoi trong cái mảng game mà được IEO trên Binance Launchpad. Sandbox là một cái game Metaverse mà người chơi họ có thể là tham gia rất là nhiều những cái trò chơi chỉ với một nhân vật mà thôi. Tương tự như những cái game NFT khác thì Sandbox sẽ cho phép người chơi hóa thân thành cái nhân vật, trao đổi mua bán những cái vật phẩm NFT trong marketplace. Ngoài ra thì Sandbox còn là một cái hệ sinh thái ở nơi mà mọi người có thể tạo ra những cái NFT, cái trải nghiệm và kiếm tiền từ nội dung mà mình tạo ra, đúng không? Và cái tầm nhìn của cái dự án này chính là họ sẽ mang cái công nghệ blockchain vào trong game cũng như là xây dựng ở trên cái hệ sinh thái đó. Và nếu như các bạn thích ý, thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái game của chính mình cũng như là kiếm tiền từ đó mà các bạn cũng không cần có quá nhiều những kiến thức cao siêu ở trong cái lĩnh vực coding. Thì ở trong The Sandbox thì cái đồng token của cái dự án này nó có tên là Lens, cũng là một cái đồng token được xây dựng ở trên cái mạng lưới của Ethereum. Và tương tự như những cái mảnh đất ngoài đời thực thì người chơi họ có thể sở hữu và tạo ra kiếm tiền từ cái đồng token này ở trong game và có thể mang lên sàn tạo ra cái tính thanh khoản, đúng không ạ? Cái này nó cũng khá là tương tự như là cái game Decentraland. Thì từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm 2021 thì Sen đã có một cái sự bứt phá với khoảng 1.400 land được bán trong có 15 giây và thu về khoảng hơn 2,7 triệu san. Giá đất ở trên Sandbox cũng nhờ thế mà đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với cái chart đồ thị của cái đồng San xem là hiện tại chúng ta đang ở mức nào. Thì các bạn có thể thấy hiện tại thì San nó đang được giao dịch với mức giá là từ 0.9 cho tới 1 đô la, đúng không ạ? Tổng cung của San là khoảng 3 tỷ coin. Nhưng mà hiện tại thì nó mới chỉ có khoảng 885 triệu token đang được lưu hành thôi, và cái mức vốn hóa là khoảng 844 triệu USD. Các bạn có thể thấy là những cái ngày gần đây khi mà cái trend Metaverse xuất hiện thì có rất là nhiều người đang đầu tư vào cái dự án Sandbox này khá là nhiều. Thế nên là trong ngày 30 tháng 8 vừa rồi thì Sand nó đã có một cái đỉnh all time high mới ở mức là 1.2 đô la. Như vậy là cái thời điểm hiện tại nó đang là cái thời điểm mà giá gần với cái mức giá cao nhất, thì tất nhiên nó không phải là một cái điểm vào tốt cho cái việc đầu tư dài hạn rồi, đúng không ạ? Tất có thể là trong những ngày tới nó sẽ có thể là giống con Solana ấy. Solana thì nó sẽ có những cái cột gọi là pump rất là mạnh, nhưng mà thực ra là chúng ta cũng không thể biết được là nó pump đến bao giờ, và chúng ta sẽ đều biết là hiện tại nó là cái mức giá khá là cao. Thế nên là các bạn nào mà gọi là chịu được cái sự rủi ro thì các bạn có thể đánh lướt những cái đồng như thế này cũng được, không vấn đề gì cả. Nếu mà Bitcoin mà pump thì những cái đồng như thế này nó cũng sẽ có thể tăng thêm một chút, 10% hoặc 20% nữa. Nhưng mà khi mà các bạn vào những cái lệnh với cái tính rủi ro như cao như thế này ấy, thì các bạn sẽ cần có cái stop loss, bởi vì chúng ta phải biết là cái vị thế của chúng ta vào ở cái thời điểm hiện tại nó đang là cái mức all time high của cái đồng token, và đó tất nhiên không phải là một cái vị thế tốt. Các bạn có thể chờ đợi cho nó điều chỉnh về cái vùng tầm khoảng 0.3 hoặc 0.5 thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái entry tốt hơn để các bạn có thể mua trong lâu dài với cái đồng coin này. Ok, cái dự án tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người có tên là NGCoin. Thì đây là một cái nền tảng, là cái network của NGCoin đã được thành lập từ năm 2009, và cho đến thời điểm hiện tại thì nó được chuyển đổi xây dựng trên cái mạng lưới của Ethereum với cái mục đích là sẽ hỗ trợ với cái công nghệ game, hay nói cách khác nó sẽ được dùng để mà tối ưu hóa những cái game NFT và cả cái hệ sinh thái NFT nói chung. Thì hiện nay Engine đã hỗ trợ với hơn 55 nhà phát triển cũng như là ứng dụng gaming trên toàn thế giới. Khác với hai cái dự án đầu tiên mình chia sẻ với mọi người thì Engine Coin nó không phải là một cái dự án gaming, nhưng nó là một cái nền tảng tạo ra cái cộng đồng trò chơi trực tuyến ở trên cái blockchain nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Engine hiện tại đã hỗ trợ khoảng 1,14 tỷ đô la tài sản blockchain cho nhiều dự án và những cái nền tảng khác nhau.
và những cái người mà nắm giữ nhiều vật phẩm có thể trao đổi trực tiếp trên ENG Marketplace hoặc là hoán đổi chúng thành token ENG để mà giữ trên ví của ENG. Hiện tại thì giá của ENG đang được giao dịch với mức giá khoảng 2 đô la và cái lượng cung lưu hành của ENG đã đạt khoảng 83% tổng cung tối đa với khoảng hơn 834 triệu token. Thì cái khoảng thời gian từ đầu năm nay cho đến thời điểm tháng 4 2021 là cái thời điểm mà cái khối lượng giao dịch token của ENG đã tăng một cách liên tục và giá nó cũng đã tăng khoảng 3.000% từ mức là 0.1 cho tới 4 đô la. Thì cái sự tăng trưởng này cũng một phần là bởi vì cái số lượng người tham gia vào giao dịch những cái dự án NFT trong game Metaverse đang ngày một gia tăng. Thế nên là cái nhu cầu về mua và bán cũng rất là mạnh, đúng không ạ? Và cái chart của ENG thì mọi người có thể thấy nó cũng khá là giống với cả cái chart của Mana. Đó là giá đã có cái sự suy giảm khi mà tạo ra cái all time high. Thế nên là mình nghĩ rằng các bạn có thể mua được dần ở cái mức giá hiện tại hoặc các bạn có thể điều chỉnh về chờ điều chỉnh về vùng tầm khoảng từ 1.5 cho đến 1.9 thì mình nghĩ rằng là sẽ là một cái entry tương đối tốt với cả cái đồng ENG này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ đợi thêm là thị trường mà nếu có những cái điều kiện tốt thì nó sẽ có những cái sự tăng trưởng, mình nghĩ rằng nó cũng tương đối là ổn. Tiếp theo cái dự án thứ tư mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là một cái dự án game NFT trên nền tảng của Ethereum kết hợp với cơ chế lending của AV. Cái dự án có tên là AV Gotchi. Thì đây là một trong những cái dự án kết hợp giữa DeFi và NFT lại với nhau. Và cái dự án này cũng ra mắt Metaverse Light Paper và giới thiệu cái token ERC-20 mới. Thì cái cơ chế của cái game này cũng khá là thú vị. Mọi người có thể mang cái NFT tham gia vào những cái mini game và bên cạnh đó thì mỗi một cái NFT chuẩn ERC-721 đều sẽ tạo ra những cái lợi nhuận và cái số lượng ERC-20 bên trong NFT sẽ tăng dần lên theo thời gian. Như vậy thì các bạn càng hold thì giá trị của NFT nó sẽ càng tăng và ngược lại. Và để kiếm tiền thì ngoài cái việc mà tham gia vào những cái game nhập vai vào những cái nhân vật thì người chơi còn có cái khả năng nhận airdrop reward bằng vài nhiệm vụ, ví dụ như là giới thiệu bạn bè tham gia hoặc là đầu tư vào cái token của game chẳng hạn. Nói về cái token của GHST thì hiện tại cái đồng coin này đang được giao dịch với mức giá là 101,9 đô la. Với cái mức vốn hóa khoảng 115 triệu đô, mức vốn hóa còn tương đối là thấp, đúng không ạ? Và cái tổng cung hiện tại của token này là khá là ít so với những cái đồng coin khác, chỉ khoảng 62 triệu token mà thôi. Và hiện tại thì cái lượng cung lưu hành đã ở mức là 59 triệu token rồi. Còn về tổng cung tối đa thì vẫn chưa có những cái thông tin cụ thể. Thì giá của GHST đã chạm mức 3 đô la vào giữa tháng 5 khi mà thị trường nó có cái sự tăng trưởng, tức là tăng khoảng 550% so với cái thời điểm đầu năm. Và hiện tại thì giá của GHST cũng đã có cái sự điều chỉnh giảm so với mức đỉnh và đang dao động ở cái mức đỉnh cũ hồi tháng 5. Và điểm đặc biệt là cái token này nó chỉ mới list Binance thôi và hiện tại thì cái biến động của nó tương đối là chưa có nhiều cái biến động. Đó. Và đây là một cái dự án low cap, một cái dự án mà có cái vốn hóa rất là thấp. Thế nên nếu như mà nó được bơm thì nó cũng sẽ có cái sự tăng trưởng rất là nhanh. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đầu tư vào những cái dự án low cap như thế này thì nó sẽ có cái rủi ro cao hơn so với cả cái dự án mà có cái vốn hóa lớn, đúng không ạ? Thế nên mọi người khi mọi người đầu tư những cái dự án low cap thì mọi người nên chọn một cái số vốn nó vừa phải thôi. Mọi người đừng đánh một cái số vốn lớn ở những cái dự án low cap nó pump cũng mạnh nhưng mà nó cũng khi mà nó tụt thì nó cũng tương đối là nhiều. Thế nên là mọi người thực sự là cẩn trọng và cân nhắc trước khi mọi người tham gia vào những cái dự án low cap như thế này. Thì đó là những cái thông tin về cái dự án AV Gotchi mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cuối cùng, cái dự án cuối cùng mà mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay có tên là Alien World. Thì đây là một cái dự án đứng thứ 19 và đã được list trên Binance Launch Pool. Thì đây là một cái tựa game NFT dựa trên cái công nghệ blockchain và cái đồ họa của game mang cái màu sắc là vũ trụ với nhiều hành tinh khác nhau. Và trong đó thì người dùng sẽ được thực hiện những cái hoạt động ví dụ như là cạnh tranh hoặc là hợp tác với nhau để mà có thể tạo ra một cái token của game có tên là TLM. Thì ở trên cái nền tảng này thì ngoài cái việc chơi game ra thì mọi người có thể kiếm được tiền bằng cách đào TLM hoặc là staking để mà có thể nhận được phần thưởng. Như vậy là khác với các game ở trên thường sử dụng các cái phương thức kiếm tiền ví dụ như là mua bán, trao đổi vật phẩm trong game thì game này có thêm một cái cách kiếm tiền khá là quen thuộc khác mà mọi người có thể đã biết rồi, đó chính là mining hoặc là staking, đúng không ạ? Về token của TLM thì có lẽ là các bạn sẽ không quá xa lạ khi mà đồng coin này là một trong những cái đồng coin có cái tổng cung khá lớn ở trên thị trường với khoảng 10 tỷ token. Và hiện tại mới cái lượng lưu thông nó chỉ khoảng 914 triệu đồng mà thôi, tức là chỉ chiếm khoảng 9% tổng cái lượng cung.
Và nếu như các bạn nhìn vào cái chart đồ thị của TLM hiện tại thì lại đang được giao dịch ở cái mức giá là 0.3. Thì mình cho rằng là cái mức giá này nó cũng không phải là một cái mức giá nó quá đẹp để các bạn mua, nhưng mà các bạn cũng có thể lướt với cái mức giá này. Bởi vì sao? Các bạn có thể thấy là nó sideways trong cái khu vực từ 0.27 cho đến 0.3, nó đã tương đối là lâu rồi. Thế nên nếu mà nó phá qua được cái vùng Fibo ở phía trên là vùng 0.382 thì nó sẽ có cái sự tăng trưởng tương đối là mạnh. Tuy nhiên nếu như các bạn vào lệnh ở cái thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ phải có cái stop loss, và cái mức stop loss của các bạn sẽ nằm ở cái vùng tầm khoảng dưới 0.27 đô la. Thì các bạn có thể thấy là khi mà nó tụt dưới 0.27 đô la thì nó cũng sẽ là một cái vùng tụt rất là sâu và rất là nhanh, đúng không ạ? Bởi vì nó đã sideways trong cái khoảng này rất là mạnh rồi. Thế nên là ở cái thời điểm hiện tại, cái mức giá đối với TLM mình cho rằng là chưa phải là mức giá tốt, nhưng mà các bạn cũng có thể, nếu như các bạn chịu được cái rủi ro và các bạn có thể có cái stop loss hợp lý, thì các bạn vẫn có thể múc ở cái thời điểm hiện tại và chờ cho nó phá qua được cái vùng Fibo 0.382 thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có cái sự tăng trưởng tương đối là tốt. Nhưng mà các bạn nhớ là phải có cái stop loss cho cái lệnh này nhá, chứ không phải là các bạn chứ không phải đây là một cái lệnh để các bạn có thể hold lâu dài. Mình nghĩ rằng là hold lâu dài thì thời điểm hiện tại nó cũng chưa phải là cái vùng giá hoàn hảo để các bạn hold. Các bạn có thể chờ đợi khi mà thị trường nó điều chỉnh thêm thì các bạn có thể hold, thì nó cũng mình nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Ok, thì đó là toàn bộ những cái thông tin về những cái dự án mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái việc ngày hôm nay. Thì cái sự kết hợp giữa NFT và Metaverse trong thời gian tới mình nghĩ rằng nó sẽ còn cho chúng ta nhiều cái điều mới mẻ cũng như là nhiều cái cơ hội đầu tư. Và chính vì thế thì cái việc mà chúng ta tìm hiểu kỹ về những cái dự án mà chúng ta đầu tư thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là cần thiết. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ tìm hiểu và phân tích thêm một số những cái dự án tiềm năng để mà các bạn có thể có thêm cái thông tin trước khi mà các bạn đầu tư vào những cái dự án đó. Thì các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông ở bên cạnh, để mà khi mà mình up những cái video đó lên, các bạn sẽ là những người đầu tiên theo dõi và các bạn không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay và xin hẹn lại mọi người cái video sau. Xin chào.